Chào cả nhà, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho cả nhà bộ phim có tên là Bí mật người hầu gái. Thuộc thể loại kinh dị tâm lý nên cả nhà cẩn thận trước khi xem phim. Hai vợ chồng nhà Crawford sống ở thành phố, cuối tuần họ mới về căn nhà ở vùng ngoại ô. Vì vậy, họ cần tuyển một người giúp việc cho gia đình. Họ nói rằng con trai họ Brandon sẽ ở đây trong suốt kỳ nghỉ hè. Cô gái có tên là Rina, tới từ Colombia được chọn vì có vẻ ngoài xinh xắn, biết tiếng Anh và lương thấp. Hôm sau, bạn trai của Rina chở cô tới căn biệt thự để làm việc. Bà Crawford dẫn Rina đi quanh nhà và nói: "Ở đây rất bụi, vài ngày cô sẽ phải hút bụi một lần. Không được chạm vào những bức tranh ở đây, không được để đồ ăn ngoài bàn bếp, kiến sẽ bò lên hết đó." Sau đó bà dẫn cô nhận phòng của cô. Ấn tượng đầu tiên là Rina mải nghe nhạc nên bà phải tới phòng gọi cô xuống phụ bếp. Brandon là một cậu thanh niên mới lớn. Cậu thích uống soda kem trong mỗi bữa ăn. Gia đình nhà Crawford rất tốt, họ hay giúp Rina dọn dẹp nhà cửa. Tối đó, Rina trở về phòng, cô cảm thấy có điều gì đó lạ, bèn kéo rèm cửa ra xem thì không thấy gì. Sáng hôm sau, trong lúc cô dọn căn phòng bừa bộn của Brandon, cô phát hiện trong nhà có nhiều loại thuốc gây ảo giác. Ông bà Crawford phải trở về thành phố làm việc, nếu có đồ cần mua thì Brandon sẽ chở cô đi. Rina bắt đầu công việc dọn dẹp, cô rửa chén, phủi bụi rồi ra hồ bơi. Cô đi một vòng quanh nhà thì phát hiện có một cây cầu dẫn ra một dòng sông. Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên hoang dại, yên bình, khiến ai cũng muốn dừng chân nghỉ lại. Những người bạn của Brandon xuất hiện, họ tới đây để tổ chức một buổi tiệc hồ bơi. Rina chưa bao giờ thấy cảnh này, cô đứng xem quên cả cuộc gọi của bà Crawford. Hai người bạn của cậu vì đang hứng tình nên dẫn nhau vào phòng của ông bà chủ hành sự. Brandon uống say, không biết làm gì khiến người yêu giận. Vì nhớ người yêu nên Carlos tới thăm cô, nhưng họ chỉ nói chuyện với nhau qua cánh cổng. Vì công việc nên cô chỉ có thể gặp anh vào thứ ba. Tuy có hơi buồn nhưng anh vẫn tặng cô một thanh sô-cô-la rồi quay đầu rời đi. Trong lúc Brandon đi mua đồ dùng hàng ngày, Rina ở nhà dọn dẹp. Cô phát hiện trong tủ kéo có một khẩu súng ngắn. Brandon muốn cô đi dạo nên đánh xe lại, chở cô đi tham quan vùng ngoại ô. Rina là một cô gái tò mò, tối đó cô ghé tai sát tường để nghe các động tĩnh trong nhà. Hôm sau, Rina tới gara thì phát hiện có một bãi nôn, còn chiếc xe dường như đã tông phải thứ gì đó nên vỡ một bên đèn. Cô lên phòng cậu chủ để lấy đồ giặt thì trong lúc xả nước, bất ngờ nước chuyển thành màu đỏ như máu. Lúc này, vì gọi điện mà không ai trả lời nên hai ông bà Crawford sốt ruột quay trở về kiểm tra. Ông chủ gọi bà lên trên phòng con trai, ở đây ông nói rằng thằng bé hôm qua say xỉn đã gây tai nạn, nó đã đâm phải một con hươu. Ông bực mình bắt cậu xuống gara xem thành quả của mình đã làm được hôm qua. Con có biết con chưa đủ tuổi uống rượu bia, con cần phải tự trả tiền để sửa chữa cái xe này. Tối đó, ông chất vấn cậu, có phải trong lúc chúng ta đi vắng, con đã tổ chức tiệc rượu ở nhà? Brandon đổ thừa cho cậu bạn Victor làm, nhưng cha cậu không tin vì cậu từng nói dối quá nhiều. Ông còn hỏi chuyện gì đã xảy ra với con hươu khi cậu tông vào nó. Cậu bé ấp úng trả lời, lúc đó trời tối con đã phóng xe hơi nhanh rồi đâm phải nó, chắc nó đã bỏ chạy đi rồi. Ông vẫn có chút nghi ngờ nên bắt cậu ngày mai phải chờ ông tới hiện trường xem xét. Bây giờ, diễn biến của bộ phim mới trở nên cao trào. Ông Crawford hỏi Rina chuyện tối qua. Cô kể, lúc đó cháu đang ngủ thì nghe tiếng mở gara. Sáng hôm sau, cháu thấy cậu chủ đã lau sạch một phần thân xe. Ông nói với cô là cháu là một người thông minh nên cháu chỉ cần biết đây là một vụ tai nạn đâm chết con nai là được. Rina lên phòng dọn dẹp thì phát hiện ra một tờ báo viết về vụ tai nạn xe hơi chết người. Cô còn nghe thấy tiếng ông chủ và cậu chủ bàn nhau. Con không được mang chiếc xe đi sửa nếu không muốn bị cảnh sát phát hiện. Lúc này, bà chủ tới gọi cô, khiến cô giật mình chạy xuống nhà. Cô bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng. Ông chủ chỉ vì muốn che giấu chuyện này nên đã quyết định cho Rina nghỉ việc. Ông đưa cho cô một số tiền để cô giữ im lặng, nhưng Rina không muốn số tiền này. Cô quyết tâm nói ra sự thật. Ông chủ bắt đầu dọa nạt cô. Cháu là một người nhập cư, nếu cháu gọi cảnh sát thì họ sẽ tin ai? Ta sẽ kiện cháu vì tội bôi nhọ danh dự chúng ta. Rina vẫn quyết định gọi cảnh sát. Ông chủ cản cô lại. Ông đưa ra giá 50.000 đô và trợ giúp của học đại học. Rina do dự nhưng cuối cùng vẫn cầm số tiền trong tay. Tối đó nhớ lại, cô nói Brandon nên tự thú.
luật sư sẽ giúp đỡ anh. Anh là một người tốt nên đừng trốn tránh sự thật. Lẽ ra mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng bà chủ lại tới phòng Rina. Bà ta gặp cô để sỉ nhục cô. Cô là một người nhập cư trái phép, cô không là gì cả. Con trai tôi là một người tốt và cô tính hủy hoại cuộc đời con trai tôi. Có phải cô là người đã sắp xếp ra chuyện này? Cô không phải là con người. Chính những lời lẽ xúc phạm này của bà chủ đã khiến cô bật khóc rồi chạy đi bấm chuông báo động. Chuông báo động kết nối với cảnh sát địa phương, chỉ cần bấm là cảnh sát sẽ tới. Ông chủ gọi điện để cảnh sát không tìm tới nhưng cô hét lên, cứu tôi với. Cảnh sát nghe vậy liền cho người tới nhà. Vina mở cửa phòng vệ sinh, cô cố hết sức luồn qua khe hẹp để chạy trốn. Ông chủ phát hiện liền đuổi theo cô. Băng qua đồng cỏ, cô chạy về hướng bờ sông. Nhưng khi chạy tới cây cầu thì hết đường. Cô gào khóc thảm thiết. Vì không muốn cô hét thêm nữa nên ông chủ đã bóp cổ cô đến chết. Cô chết vì muốn sự thật này, nhưng cũng chết vì quá sợ hãi, la hét. Mọi chuyện bây giờ trở nên khó kiểm soát. Brandon nhớ về cái đêm định mệnh ấy. Cậu nghĩ nếu lúc đó mình gọi cứu hộ thì đã không xảy ra sự việc như vậy. Ông chủ tới phòng anh và dẫn anh tới cây cầu, nơi mà ông ta vừa sát hại Rina. Hai người chọn vị trí khó phát hiện nhất rồi chôn xác cô bé. Ông chủ nhắc nhở con trai đừng bao giờ nhắc đến chuyện này, kể cả khi gặp cha xứ để xưng tội, hãy quên nó đi. Brandon tới phòng Rina, anh cảm thấy tội lỗi, hối hận, nhưng giờ mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Hôm sau, Carlos tới tìm Rina. Brandon nói cô ấy đã về Colombia và không làm việc ở đây nữa. Trong lúc cả nhà Crawford đang bàn kế hoạch sửa chữa chiếc xe gây tai nạn thì tiếng báo động của xe vang lên. Hôm sau, Carlos nhờ cha Nai và một cậu thanh niên nữa tới nhà Crawford để hỏi thăm chuyện của cô bé Rina. Vì Carlos là người Colombia, anh không biết tiếng Anh nên đã nhờ cha Nai tới phiên dịch hộ. Ông chủ đã đổ cho Rina ăn các phong bì chứa tiền rồi bỏ đi vào đêm hôm qua. Carlos không tin điều đó. Anh nói ông ta là kẻ nói dối nhưng cũng không thể làm gì hơn. Hóa ra đêm đầu tiên Rina tới làm, Brandon đã đứng từ xa theo dõi cô. Nhóm bạn của Carlos đột nhập vào căn biệt thự để tìm chứng cứ thì bất ngờ Carlos đạp trúng hố chôn Rina. Brandon phát hiện được Brandon và cha đào một cái hố khác để giấu xác vì hố cũ quá gần nguồn nước để bị phát hiện. Nhóm người của Carlos lại tới, họ đứng trước cổng biệt thự làm loạn. Crawford cầm súng dẫn theo Brandon ra ngoài nói chuyện. Bực mình vì bị chửi, ông ta đã đấm hai thanh niên chảy máu mồm. Bây giờ mọi chuyện trở nên rắc rối hơn. Nhóm bạn của Rina chắc chắn sẽ quay trở lại tìm cô bé. Đêm đó, họ lại tiếp tục đột nhập vào biệt thự. Bà Crawford phát hiện được một người đang cầm súng phía sau nhà. Brandon ra ngoài thì gặp Carlos. Anh ta đưa dây chuyền của Rina cho Carlos. Crawford thấy Carlos cầm súng nên bắn, nhưng đó là hình ảnh phản chiếu. Người ông ta bắn lại là con trai ông ta. Ông bà Crawford chạy lại chỗ cậu con trai. Brandon bị bắn ở ngực vì vết thương quá nặng nên cậu không qua khỏi. Trước khi chết, cậu đưa cho ông ta sợi dây chuyền của Rina. Bộ phim kết thúc, dù Crawford đã giấu xác của Rina thành công, cảnh sát cũng không phát hiện ra. Nhưng từ giờ tới cuối đời, ngày nào ông ta cũng phải chịu ác mộng. Vì muốn bao che cho cậu con trai, ông đã làm mọi thứ kể cả giết người. Con trai ông cũng bị chính ông bắn chết. Cho dù có hối hận thì cũng đã muộn màng.